Thông tin bà Phương Hằng gửi báo đồng đỏ tới con ruột Phi Nhung phải cảnh giác một người. Nữ đại gia Bình Dương Nguyễn Phương Hằng không ngần ngại nhắc thẳng tên Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung và cả 23 người con nuôi của cố ca sĩ cần phải cảnh giác một người. Từ khi Phi Nhung qua đời, bà Phương Hằng đã có nhiều phát ngôn gây chú ý liên quan đến cố ca sĩ. Mới đây trong clip mới nhất, vợ ông Dũng là vơi tiếp tục nhắc đến những vấn đề xoay quanh dòng ca bom điên đĩa, tạo nên cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Lần này bà chủ Đại Nam tuyên bố sẽ chóng mắt lên để xem sẽ có cuộc tranh chấp tài sản nào diễn ra hay không. Sau khi Phi Nhung qua đời, bởi nữ đại gia cho rằng quản lý của Phi Nhung, Diễm Phạm không phải là người tầm thương. Bà cũng cảnh báo tới Wendy Phạm và người chồng cũ của Phi Nhung phải hiểu được tình hình hiện tại. Giờ đây Phi Nhung không còn nữa nên nhân nghĩa tử tế cũng không còn. Bà Phương Hằng cũng ra cảnh báo về số phận của 23 đứa con nuôi của Phi Nhung, trong đó vợ ông Dũng Lò Vôi có tuyên bố liên quan đến Hồ Văn Cường và khẳng định sẽ ra sức bảo vệ gia đình của giọng ca Gò Công, đặc biệt bà còn hứa tặng nam ca sĩ số tiền lên đến 1 tỷ đồng. Hiện tại, những phát ngôn của bà Phương Hằng vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Giữa thời điểm đám tang của cố ca sĩ Phi Nhung đang được tổ chức tại Mỹ, nhiều ý kiến ủng hộ cũng không ít ném đá khi cho rằng nữ đại gia phát ngôn quá tục tiểu và mẹ ý đồ công kích không có bằng chứng trước đó bà phương hằng cũng là người lên tiếng nhắc đi nhắc lại việc ekip của phi nhung phải trả tiền lại cho hồ văn cường